Chị hôm nay tươi thế, tươi á, hôm nào chị mà trả tươi. Chị Phượng với chị Hằng quay vô gia cư rồi giúp người ta về nước thì bị bọn que nó nói là làm để kiếm view. View mé gì, người ta bỏ cả ngàn đồng ra để kiếm kiếm gì ác vậy không biết. Thì đúng rồi, mấy cái người quay đấy thì nhiều khi người ta cũng có cái lòng tốt, người ta muốn giúp đỡ cho những cái người đấy. Người ta muốn là mọi người giúp đỡ cho những cái người đó thì cũng tốt thôi chứ không phải không. Nhưng mà đôi khi là những cái ông đó không biết có về Việt Nam có chí thú làm ăn hay là có đưa được các ông ấy về Việt Nam không? Đúng không? Nhiều khi giúp giúp người ta, mình cứ quyên tiền mà mình cho người ta đấy, nó cũng không 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 có tốt đâu, tại vì tùy từng trường hợp thôi. Đúng không? Nhiều khi nhìn các ông đó, ông nào cũng cũng nghiện ngập hết à. Cái người mà người ta có cái bản chất của người ta có cái lòng tự trọng á, khó mà ra ra thành được như thế lắm, đúng không? Thì có người giúp và người ta phải đứng lên ngay, nhưng mà có những người người ta không muốn đi, tại vì người ta sống cái cảnh nó quen rồi. Ở bên Úc này á, mình mà đi ra ngoài mình cho tiền vô gia cư là mình bị phạm tội đó, không không phải cứ cho người ta tiền là được đâu. Người ta nói là đừng có cho tiền những cái người đó, tại vì cho tiền người ta sẽ hút chích. Chào người đẹp, chào mọi người, chào Trọng Nguyễn, chào Phúc Nguyễn, chào tất cả các đồng chí và các bạn. Bọn ba que óc không bằng con chó. Vừa nãy mình nghe được mấy câu, mình lượn ở Facebook nghe được cái con Rose Tàu ấy, nó nói là chứ cái gì nhỉ, những cái người ở Việt Nam làm sao rồi tôi không nó không biết tiếng Anh nhưng mà nó cũng chửi được cộng sản rồi này kia các thứ, tại sao mày đi sang đấy, đúng không? Mày mấy chục năm rồi mày sống, chúng mày sống ở bên đấy mà tiếng Anh chúng mày không có dành, mà chúng mày suốt ngày chúng mày kêu là Việt Nam phải phải bằng Mỹ, bằng này bằng kia, bằng nước nọ nước kia, bản thân chúng mày sống tại ở đấy chúng mày cũng đã bằng người ta đâu mà chúng mày bắt người khác phải bằng, đúng không? Xong rồi ai nói tiếng Anh sai thì ha 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 cười, mà bản thân chúng mày ở bên này chúng mày cũng chưa biết tiếng Anh, đừng có chê người ta, đúng không? Bản thân chúng mày sang bên đấy đi cày, nó bảo nó sang đấy nó chỉ lo làm ăn, nó đi cày thôi cho nên là nó không biết tiếng Anh. Không biết tiếng Anh thì người Việt Nam người ta cũng lo đi cày những cái chuyện gì ấy, thì để cho người ta lo bắn mẹ gì đến chúng mày. Đúng không? Cái dân Việt Nam người ta đâu có nhờ chị dâu đào ơi, chị làm ơn giúp em để giải phóng cái này, giải phóng cái kia đâu. Hay là nghe mấy cái đứa nó chỉ lệnh vào, nó là chị có tiền không, gửi cho em 100 đô Mỹ hay là chị gửi tiền cho em để em chửi cộng sản. Đó. Nó bảo ở Việt Nam mà không không dám nói nên cái không dám chửi, không dám nói. Chúng mày mở mồm ra chúng mày nhìn không nhìn à? Người Việt Nam á chửi nhau tay đôi với công an. Chúng mày dám không? Hả? Chúng mày ra đường lái xe hay là gặp bất cứ chuyện gì mà chúng mày cảm thấy bất công, chúng mày có dám chửi nhau với nó không? Chưa nói cảnh sát, chưa nói công an, chỉ người bản xứ ở đấy thôi. Chúng mày dám chửi nhau với nó không? Nó đập chết mẹ chúng mày ấy. Hôm qua con với con râu đào mới chiến nhau xong mà nó rút con chọc cho nó nhục mặt,
Tí con gửi cô cái video con khóa mõm thằng Joker Nguyễn cho cô coi, cô không cười mới lạ đó. Cái bọn điên đó mà. Hè sang bên đây á, chả có bằng ai cả. Nhưng mà suốt ngày quay ra đòi Việt Nam phải bằng bằng nước này, bằng nước kia. Chúng mày so bản thân á, cái lũ ba que sọt lá, chúng mày so ngay chính bản thân chúng mày sống ở bên đấy đã bằng người ta chưa? Mà cứ bắt phải Việt Nam phải bằng nước này, bằng nước kia. Hả? Rồi Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia, nhà người ta, kệ mẹ người ta. Việt Nam là những người Việt Nam người ta có cái người ta sống, người ta bằng lòng với cái cuộc sống của người ta thì cái bà người ta. Chúng mày ở bên đấy chúng mày cảm thấy người ta bị cái gì cộng sản bóc lột rồi cái này cái kia, nhưng mà người ta thích cái kiểu bóc lột đấy thì làm gì người ta. Mới có thông tin Ngô Kỳ bị Covid rồi à, cả nhà. Vậy à, chúc mừng cho ông đó. Để cho ông bớt nói đi. Cho mình hỏi tất cả Mỹ có bao nhiêu người bị bệnh? Từng đấy người người ta có bầu cho Tổng thống Trump không? Hả? Rồi bao nhiêu người đó, rồi gia đình người ta, rồi những người thân quen bạn bè người ta có bầu cho Trump không? Chỉ cần á, mình chỉ cần suy nghĩ cái đó thôi, mình cũng hiểu là ai thắng rồi. À, ai là người được được làm tổng thống rồi. Còn những cái đứa đi xuống đường ấy thì những cái đứa đấy là được bao nhiêu đứa xuống đường, mà đất Mỹ bao nhiêu, tổng cộng bao nhiêu người dân. Tính như thế là ra thôi, đâu cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Một cái ông Trump này ông cứ muốn ông như trẻ con ấy. Tại vì ông ấy ông làm tổng thống để cho những cái làm ăn cơ sở của ông ấy được 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 lời. Ông chỉ vì cái công việc làm ăn của ông thôi, cho nên ông mới lấy một đồng tiền lương, đúng không? Ông có tiền ông nên ông làm tổng thống, ông lời gấp mấy chục lần cái tiền lương đó, thì ông cần cái tiền lương đó để làm gì? Thế nhưng mà bây giờ ông không được làm tổng thống nữa thì cái chuyện làm ăn của ông sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Không cẩn thận xong rồi cái vụ này còn bị người này kiện người kia kiện nữa. Nhớ. Luật sư Lisa cho ông Trump một bài phải học cái cộng đồng Việt Nam đó. Bây giờ không cẩn thận bị phá sản hay là bị kiện tụng ấy, hai ông bà bỏ nhau đi, ly thân đi, rồi tài sản giao hết cho vợ cho con. Thế là ông ấy báo là ông bị phá sản. Thế là không đứa nào làm gì được ông hết. Ừ. Đó là cái mưu mô ở hải ngoại này nó là như vậy thế. Thấy không? Cho nên là bọn ở bên này hải ngoại đừng có bốc phét nữa. Mẹ nhà chúng mày. Những cái mưu mô, những cái khốn nạn của chúng mày ai mà không biết. Cái phone của Lisa lắm, mời người khác lên là không nói được, không có nghe thấy, là đóng kịch câm luôn. Cho nên mọi người thông cảm nhé. Mình cũng muốn mời mọi người lên chơi nói cho vui, nhưng mà lên là không nghe thấy. Chào Ly Si xà Vũ. Viết sai rồi nữa. Xinh đẹp nha, cảm ơn. Mọi người chờ xem sau 20 phút nữa trên kênh. Cái gì Vũ? Lanh cái gì Vũ à? Vũ Hoàng Lân à? Vũ Hoàng Lân à? À vụ gì vậy? Chắc là nói về về Ngu Kỹ bị bệnh à? Tránh làm sao được? Thì bây giờ mình mới đang nói cho mọi người nghe là ở đời này không có ai tránh được cái bệnh tật cả. Ai cũng phải có bệnh tật, bệnh nặng hay bệnh nhẹ. Và mình có được may mắn để thoát được cái bệnh đó không? Đó, mình đó được may mắn không? Cái đó gọi là may mắn. Còn ai cũng bị bệnh hết, ai cũng sẽ đau đớn trong
trong cái đời người mình. Không có ai hoàn toàn là không có cái bệnh tật gì hết. Cho nên mà mình phải sống làm sao để khi mà mình có những cái bệnh tật đó hay là cái gì đó, mình được cái sự may mắn. Đúng không? Tại sao có những người mất đi, người ta thương tiếc, người ta khóc lóc, người ta thương tiếc, người ta rơi nước mắt để người ta thương cho cái người đó. Còn có những người chết đi, người ta vui mừng. Tại sao vậy? Đó là nhân quả, đó là mình cách mình sống. Mình sống như thế nào để cho người ta cảm thấy rằng khi mà mình mất đi, người ta hối tiếc, người ta thương tiếc. Đó là nhân quả đó, đó là sự thật, là rất là dễ để cho mình hiểu. Đó là nhân quả. Đó. Cũng giống như là người hải ngoại với người Việt Nam thôi. Chẳng hạn, những cái người ở hải ngoại này về Việt Nam hay là Việt Nam sang bên này, đúng không? Việt Nam sang đây chơi, cái người ở bên này á, giúp đỡ, rồi á, mình làm những cái gì mà mình có thể làm được giúp cho cái người đó. Thì sau này, cái người ở đây, ở hải ngoại này đi về Việt Nam cũng được những cái người ở Việt Nam người ta giúp đỡ. Chẳng hạn vậy, nói đơn giản vậy thôi. Cái đó là nhân quả đó. Tại vì cách sống của mình, chẳng hạn những người Việt Nam, những người hải ngoại về Việt Nam, người ta tiếp đón niềm nở, người ta này kia các thứ. Ví dụ người ta giàu có, người ta mời đi ăn chỗ này, mời đi ăn chỗ kia, đi chơi chỗ này chỗ kia. Thì đến khi những người Việt Nam có điều kiện, họ sang bên này, thì những cái người sống ở bên này người ta sẽ lại cũng làm như thế. Cái đó là nhân quả đó. Cái đó là mình, cách sống của mình. Mình nói mà cho đúng là nhân quả nó đơn giản như vậy thôi. Đúng không các bạn? Nhân quả nó rất là đơn giản thôi. Mình hiểu một cách rất đơn giản thôi. Là mình sống sao với cái người đó, người ta sẽ sống y như thế với mình. Đây, người Việt Nam sang đây hoặc người ở đây về Việt Nam chẳng hạn, mẹ có tiền cũng kiệt bỏ mẹ ăn được, không dám mời người ta được một một bữa cơm hay là một cái gì đó. Thế sau này ví dụ như có con có cái có gia đình hay là có bạn bè hay có ai đó sang bên hải ngoại thì người ta cũng coi như cướp cho. Nó đơn giản như vậy thôi, đó là nhân quả đó. Nhân quả nó rất là dễ hiểu. Mình sống làm sao thì mình sẽ gặp được những cái chuyện như thế, đúng không? Có những người hoặc là có những người người ta rất là thích giao du với những người có tiền hay là có quyền hay là cái gì đó. Bản thân mình không có bằng với cái level của người ta, mình chơi với người ta đến cái lúc đó, người ta cho mình cái này cho mình cái kia mình cảm thấy rất là vui mừng, cái đó mình không thích đâu, nói thật mọi người là vậy. Tại vì ai cho mình cái gì, cái đó là cái lợi chứ không phải là mình sung sướng mình thấy người ta cho mình cái thứ này thứ kia, thấy là ồ người ta giàu có nay người ta cho nó cái này mai người ta cho cái kia mình thích. Cái đó là khi mà người ta cho với mình, cho mình thì sau này mình cũng phải cho người ta. Chứ không bao giờ không có ai ăn ăn không được của người ta hết. Cho nên là bạn bè cũng vậy. Đừng có không nở mày nở mặt khi mà nghĩ ô tôi chơi toàn với người có tiền này kia các thứ. Mình có tiền mình mới chơi được với những người nhiều tiền. Người ta cho mình không cho người ta. Đúng không? Đơn giản vậy thôi, nhân quả đó. Nói như thế cho nó dễ nghe, cho nó dễ hiểu. Chứ nhiều người cứ nghĩ là cứ phải nhân quả, là cứ phải mình phải cái gì nó đến tự nhiên, nó không có cái gì tự nhiên hết. Mình sống với người ta như thế nào thì người ta sẽ đối xử mình như thế. Đúng không? Mình vay tiền người ta thì dễ, xong đến lúc người ta đòi thì như là đi lạy mình á, thì lần sau liệu mình có đi vay được không? Cho nên ai đối xử mình tốt hơn, mình rất là biết ơn người ta. Mình luôn luôn nghĩ đến cái gì người ta làm cho mình. Chứ mình không bao giờ mình nghĩ đến cái gì mình làm cho người khác. Đó.
mình cho ai cái gì, mình giúp ai cái gì, mình không nhớ gì hết đâu. Nhiều khi người ta nhắc lại, ô cái hồi đấy mày làm cái này làm như ta vậy á, có à? Đâu có nhớ đâu. Tại vì khi mà mình làm cái gì cho người ta mà mình cứ nhớ ở trong đầu mình, cái đấy khổ lắm mọi người. Mọi người chờ xem em. Chào tất cả các anh chị em nhé, các đồng chí và các bạn. Và luôn chúc cho các anh chị em, các bạn luôn luôn được khỏe mạnh, vui vẻ. Cứ khỏe mạnh là tốt rồi. Giàu là gì? Giàu là khỏe mạnh, chứ không phải là tiền. Nên nhớ không như vậy. Mình khỏe mạnh thì mình sẽ làm được hết tất cả. Nếu mà mình đau yếu, ốm yếu suốt ngày, mình sẽ không làm được cái gì hết. Nên bao nhiêu tiền cũng hết hết. Tại vì thuốc thang rồi này kia các thứ rồi từ từ nó cũng hết à. Rồi nhiều khi mình nhiều tiền quá rồi mình cứ ốm đau quặt quẹo đấy. Nhiều tiền để làm gì? Nên trước tiên là mọi người cứ có sức khỏe. Sức khỏe là giàu. Nhiều khi mình nhìn thấy có bà cụ 70-80 tuổi còn đi bán rau, bán này bán kia, đi làm được để kiếm cơm, mình rất hâm mộ cái người đó. Người đó mới là người giàu, đúng không? Chứ nhiều người ở bên này thấy người ta già cả rồi, bảo ôi trời ơi khổ thế, bà ấy già như thế mà bà ấy phải đi làm để kiếm cơm thế mới, bà đó khổ. Mình không thấy người ta khổ. Tại vì cái người già như thế mà người ta còn tự đi kiếm ăn được, người ta mới là giàu. Đó. Nên nhiều khi mình á, ôi giời sung sướng, chả phải làm gì, con cái, hay tiền bạc có đầy, chả phải làm cái gì. Này thì đau đầu, ngày kia thì đau đít, ngày kia thì đau chân, xong rồi đau lưng, đau đau đủ các thứ. Cái đấy là khổ hay sướng các bạn? Mình nghĩ là như vậy đó. Cho nên đừng có nghĩ là mình có nhiều tiền, mình ăn nhiều rồi mình sung sướng một bước lên xe hơi. Cái đó là giàu, cái đó không phải giàu. Miễn làm sao mình có tiền, đương nhiên có tiền thì tốt hơn không có tiền. Nhưng mà mình phải lo cho sức khỏe của mình. Mình đã từng chết đi sống lại các bạn. Nhìn vậy thôi, nhưng không phải vậy đâu. Nó đã từng qua rất nhiều cái đau khổ. Mọi người nên nhớ không vậy? Mình đã từng chết đi sống lại rồi. Nhưng mà cuộc đời mà cái gì mình trải qua thì mình cứ cho đó là một cái bài học. Những cái gì mình qua, đúng không? Nhiều khi những cái gì mình sợ nó đau khổ thì mình cho là phải có những ngày hôm qua mới có ngày hôm nay, đúng không? Ngày xưa mình cũng ngu lắm, mình chẳng biết gì đâu. Nhưng mà mình trải qua được nhiều thứ, mình học hỏi rồi mình, nói chung là cuộc đời mà ai cũng phải vấp chỗ này ngã chỗ kia, tuột chỗ này. Bên hết Covid chưa chị? Bên này hết một tháng rồi không có người bị bệnh nữa, thì người nói chung là người ta vẫn giữ cái mức độ thôi, chứ người ta không có cho giống như là thoải mái đâu, vẫn phải giữ cái mức độ, vẫn cách ly. Đi vào siêu thị người ta để sẵn cho cái rửa tay ấy, cái thuốc rửa tay ấy. Cái nước rửa tay đó, xong rồi có cái giấy, cái cho lì ấy, cái xe đẩy ấy. À, nó có cái giấy cho mình lau 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 những cái đó. Xong rồi những cái người bán hàng ấy, người ta có cái kính đó, từ đầu năm đến bây giờ là vẫn như thế. Và bây giờ không có người bị nhưng mà người ta vẫn như vậy. Trước đây thì ai đi ra ngoài đường là phải đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang là bị phạt 200 đô Úc. Nhưng mà bây giờ không ra ngoài đường, không cần đeo, nhưng mà vào siêu thị, vào bất cứ nơi chỗ nào có nhiều người ấy là mình phải mang khẩu trang. Không mang khẩu trang nó đuổi ra. Hôm nọ mình đi ra chỗ siêu thị mình mua đồ, xong có một ông người Á, không biết ông lẩm bẩm cái gì á,
chắc là không mang khẩu trang, ông lẩm bẩm cái gì khẩu trang làm sao ra và mình chính phủ làm sao ông cứ lẩm bẩm, ông lại nhại ông nói. Xong rồi ông từ trong siêu thị ông đi ra kiểu như tức giận á, thì mình nghĩ là ông đó không có mang khẩu trang đi vào siêu thị bị người ta đuổi ra. Thế là ông tức ông ra ông lẩm bẩm. Ở Việt Nam bây giờ làm sao rồi mọi người? Chào chị Lisa, chào mọi người. Chào Thơ Nguyễn này, Thọ Nguyễn này là cái gì mà chữ Việt Nam mình không có dấu, buồn cười nhỉ. Nguyễn Xuân. À, chúng nó ở bên hải ngoại á, nhiều đứa ba que nó cứ suốt ngày nó nói ở bên này á, tự do dân chủ lắm, không có gian lận, không có này kia. Thế bây giờ sao mà cái ông tổng thống Trump ông lên mạng ông kêu ầm ĩ lên, ông lên trên đài lên truyền hình ấy, ông kêu dầm lên là ông bị oan đấy, đây đó dân oan đấy, nhờ đi tới luật sư Bùi Kim Thành á, nhờ bà ấy giúp cho đi biểu tình kêu oan đi. Mẹ mới thấy vô lý không mọi người, mình là một cái thằng tổng thống, mình to nhất cái nước Mỹ đó đúng không, mà bầu cử không lẽ chỉ có cái bên đối đối thủ của ông Trump là đếm phiếu thế à? Hả, một cái người đơn giản thôi người ta cũng phải cho hai phe ra ngồi đếm đúng không, phe dân chủ phe cộng hòa, hai thằng ngồi đấy đếm một cái phiếu, một hai thằng ký vào, hai hai cái đảng ấy ký vào đúng không. Ví dụ như là cái chính quyền đấy nó bảo là ở cái chỗ này là gian lận, xem thằng nào gian lận nôi cổ nó ra. FBI đâu, tổng thống đâu, quyền lực của tổng thống đâu, không bỏ ra mà dùng. Cứ lên đây, ôi giời ơi, cái đảng của Biden nó gian lận, nó gian lận. Ai làm tổng thống hả? Ai có quyền lực hơn ai? Ông Biden nó cũng đã làm tổng thống đâu, quyền lực ở trong tay của ông Trump, mà ông Trump không làm được cái mẹ gì thì thôi xuống đi, đi về nhà nuôi gà đi đúng không? Đơn giản như vậy thôi mà cứ cãi nhau loạn xì bà ngầu ra đúng không? Rồi cuồng châm rồi ấy, ngày hôm nay này có bằng chứng là chỗ này gian lận phiếu, rồi có bằng chứng là đếm phiếu rồi lấy từ vali ra này kia các thứ, có bị điên đâu. Chẳng qua những cái trò đó chỉ để kiếm view thôi, cái đó mới là kiếm view, cái đó thì mấy cái bọn truyền thông nó mới có để nó ăn. Khách mời không nên được hả em? Ồ, khách mời đó, cái phone của Lisa ấy, cứ mời ai lên đó là nghe kịch câm không ạ? Không hiểu tại sao. Con đi ăn trưa đây, chúc cô vui vẻ. Chúc mọi người ngày vui vẻ. Ok, cảm ơn Miu Sĩ, ăn ngon nhé. Việt Nam vẫn kiểm soát dịch, ok. Vậy là tốt rồi. Tại vì làm cái kiểu của Việt Nam rất là hay. Đấy. Nó nói là Trung Quốc cái gì dịch của Trung Quốc. Nhưng mà nuôi là Mỹ nuôi. Bây giờ mấy giờ? Đúng rồi, Việt Nam giờ này là đang chuẩn bị đi ngủ. Chuẩn bị đi ngủ chưa? Đúng không mọi người? Mọi người thử nghĩ xem có đúng không? Bây giờ mình là tổng thống mà mình để cho nó gian lận thì có phải mình bất tài không? Thế làm tổng thống làm cái gì? Không. Mà trong khi chưa chưa bầu cử ông ấy đã rêu rao là người ta sẽ bị gian lận, sẽ này kia các thứ, thì tại sao mình không quay đi? Mình không ra cái luật này ra cái luật kia cho nhiều cái đảng của mình, người của đảng của mình tin tưởng vào kiểm phiếu ngồi đấy ba mặt một nhời á nhá, đếm một cái phiếu ký vào hai bên, ký vào một
cái, hai cái. Có trọng tài ngồi đó. Như đồ điên, cứ nên chốc lại bên này kiểm phiếu lại, đếm phiếu lại. Không lẽ bây giờ biểu tình chỉ có một bên ông Biden ông đi kiểm phiếu bên cái đảng kia đếm đếm phiếu thôi ạ? À? Còn đảng của ông đi đâu? Đi về Việt Nam du lịch ạ? À? Giờ hơi cái bọn ấy, chính trị chính em này, tiếng Anh thì không biết, thấy người ta nói cái gì là cũng nói cái đấy, chả có cái sự suy nghĩ gì cả. Đặt địa vị vào mình thôi. Bây giờ mình làm một cái gì, đúng không? Bây giờ mình làm cái gì thì nó cũng phải có cái bằng chứng, phải đưa cái người của mình. Bây giờ buôn bán hay chuyện buôn bán rồi cũng thế, đúng không? Mình không có mặt ở đấy thì cũng phải có cái người tin tưởng của mình để ra để kiểm tra hàng hóa hay là cái gì chứ. Không lẽ mình tin tưởng hết cái người bán hàng cho mình kệ mẹ nó, đâu có đơn giản như vậy đâu. Nó suốt ngày lên nó tôi cứ bị cái gì, bị gian lận, Biden là gian lận, xong rồi chửi người ta chính trị cái kiểu gì vậy? Cái dân nó đùa, nói ra thì tự ái. Thằng Quân ở bên chị cũng kích động lớp trẻ ở Việt Nam đòi đa đảng và xuống biểu tình đó chị. Thằng đấy du học sang bên này hay nó ở bên này rồi? Những cái thằng mà nó trẻ mà đi đi suốt ngày làm những cái trò đấy, chẳng qua chúng nó có một cái động cơ gì là cái thứ nhất, cái thứ hai toàn thằng vô dụng, nói thẳng một câu là như thế. Bọn trẻ ở bên này á, nó phải lo làm ăn, bạn bè, đúng không? Làm ăn á, nó làm một ngày á, 8 tiếng rồi. Đi về nhà tắm rửa cơm nước xong là mấy giờ rồi. Rồi nó phải nấu cháo điện thoại nữa. Điện thoại nấu cháo. Đấy, bạn bè của chúng nó đó. Đó. Bản thân mình đây, mình ở nhà đây, mà lên trên mạng này có một tiếng mà mất. Cũng phải có thời gian thì mới làm được chứ. Giờ ngồi uống trà hay là lúc nào ăn cơm rảnh rảnh bắt đầu ngồi vừa làm vừa nói. Chứ đâu có phải lúc nào cũng có thời gian để đi lên đây nói như chúng nó một ngày bao nhiêu lần. Live stream. Đấy là toàn những cái bọn nó phun nước bọt để kiếm tiền thôi. Người nghe mình phải chọn lọc, mình phải tự suy luận ra, đúng không? Để mà hiểu biết chứ. Nếu đâu có phải cứ nghe thấy nó nói hay hay bùi tai mình ấy, thế là mình khoái đâu. Không. Chỉ có cái cộng đồng bé tí tẹo tẹo teo thôi mà bầu cho người này bầu cho người kia rồi chửi nhau loạn sinh nhau ngầu lên. Chửi đâu á, chửi như gì đâu. Thôi, thằng Biden rồi, thằng súc vật rồi, cái này cái kia chửi loạn. Thế mà nói là mình văn minh. Thế mà đem cái đa đảng đấy về Việt Nam thì nó sẽ thành cái gì? Thành nồi cắm lợn. Ở đâu cũng vậy cô. Thế đúng rồi. Thế nhưng mà nói chung là mình nghe thì nhiều cái mình cứ nghe đi. Nhưng mà khi mà mình nghe bất cứ một cái gì thì mình phải cần đến suy luận. Mình phải cần đến suy nghĩ. Cái người nghe để mà mình có một cái bài học, mình nghe để đừng để cho người khác người ta lừa mình. Đâu phải ai nói mình nghe ngay đâu, đúng không? Kể cả mình đi nhà thờ, cái người tôn trọng, cái người mà tin đạo ấy là thường tin cái ông cha đó. Nhưng mà khi mình cái ông cha đó nói mà không có lý, mà mình nghe thấy vô lý, mình cũng phải tự đặt dấu hỏi, đúng không? Chứ không phải là người ta nói cái gì là mình cứ cắm đầu cắm cổ và mình tin. Ông nói là thần thánh cái con mẹ gì cũng tin. Tin rồi mà chết à? Nó cái đó là một là cái gì nhỉ? Cuồng tín. Cuồng tín và tin đạo nó hai cái nó khác nhau. Tin vào cái đạo đấy và cuồng tín. Nó khác nhau hoàn toàn, nó không giống nhau. Đúng không?
mình tin vào có cái nào cái gì mình tin vào cái đó là cái người ta nói cái gì cũng là đúng, người ta nói mình cứt á, ăn được ăn tốt lắm, thế là cũng đâm đầu vào xơi cứt, thế là gọi là cuồng tín đấy. Giống như ông Trump ông nói bệnh này không sao đâu này, chúng mày nhìn đây, tao đi tao bị bệnh đây, tao nhiễm bệnh đây, hôm sau tao đi ra tao lại phấp phới, tao vẫy tay chào đấy. Đấy, đấy, bây giờ mấy cái thằng nào mà không sợ bệnh thì đi vào bệnh viện đi. Đi vào bệnh viện xong rồi đừng đeo khẩu trang, đừng có cái gì hết. Ở tao không sợ. Nên làm chứng cho những cái người mà người ta đang tin vào mình hoặc không tin mình ấy, để người ta thêm cái niềm tin. Đi thẳng vào trong bệnh viện đó, không cần mang khẩu trang, không mang cái gì hết. Nói là đây là cái đảng kia này nó nói bậy, không có đúng sự thật, bây giờ tôi chứng minh để cho mọi người nhìn thấy đó, làm đi, chơi luôn đi để cho người ta nhìn, làm sao phải nói nhiều làm cái gì.